thử dùng hình ảnh để xác nhận sinh trắc học chuyển khoản. Cái kết sau cùng khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi. Hoàn thành nhé. Hoàn thành đi, xem chẳng được không đi. Thì là... Ui, được rồi. Được rồi này. Đáng xử. Bây giờ xác nhận OVT đã xong rồi. Xác nhận. Ô, chuyển rồi. Nó là theo quy định của nhà nước, kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2024, người dân cần phải liên kết căn cước công dân gắn chip khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng. Đồng thời, khi giao dịch hơn 10 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày hơn 20 triệu đồng đều phải kiểm tra dấu hiệu sinh trắc học bằng khuôn mặt. Tức nghĩa, người chuyển tiền phải quét khuôn mặt trùng khớp với dữ liệu lưu trữ trong chip của căn cước công dân thì mới được chuyển tiền. Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, một người phụ nữ đã thử nghiệm hình thức qua mặt ngân hàng ở bước xác nhận sinh trắc học bằng cách dùng hình ảnh chụp sẵn để thay thế, để xem ứng dụng có nhận ra hay không, và cái kết khiến ai cũng bất ngờ khi hoàn toàn có thể chuyển được tiền. Cái chỗ này lại không thành công vì là mình dơ ra. Dơ này, à dơ từ trên xuống cái này. Từ đây đi, từ trên xuống. Anh này. Dạ. Đây, không thành công. Dạ, 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 dạ. Khả năng được. Không thành công. Nó vẫn có cái điện thoại này. Mình phải, phải luôn từ lúc ấy cơ. Ở lại đấy. Phải luôn từ lúc dơ đây này. Không thấy mất mẹ em. À đây cháu đưa nhầm. À đây. À, cái này đưa mất. Đáng đời. Rồi. Có nhiều khuôn mặt. Hoàn thành nhé. Hoàn thành đi, xem cháu có được không đi. Thì là. Ui, được rồi. Được rồi này. Đáng xử. Xác nhận OVT đã xong rồi. Xác nhận. Ơ, chuyển rồi. Má nào. OVT rồi à. Đây, chuyển rồi. Lão thật luôn. Thành công. Đây, chụp. Đây, chuyển bằng ảnh này. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã nảy ra tranh cãi gay gắt về câu chuyện dùng hình ảnh có thể xác nhận được sinh trắc học. Cụ thể, nhiều người nghi ngờ và lo sợ về tính bảo mật của hình thức mới ra mắt này khi có thể dễ dàng gian lận chỉ với một bức hình, mà bức hình đó không khó để lấy cắp khi ai cũng đăng tải mặt của mình lên mạng xã hội một cách công khai. Ấy thế nhưng nhiều người lại cho rằng không hề có chuyện mất an toàn, bởi lẽ nếu bị kẻ gian lấy cắp điện thoại thì vẫn còn các lớp bảo mật khác, bao gồm mật khẩu ngân hàng hay mã OTP. Trước giờ, khi chưa ra mắt tính năng xác nhận sinh trắc học thì cũng phải trải qua các bước trên, nên dù gian lận được bằng hình ảnh thì cũng không đáng lo ngại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!